Hello nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Tiểu Tú Đường Phố đây, rất vui khi gặp lại mọi người nha. Chúc mọi người những video thoải mái và thư giãn trong clip của mình. Anh em hãy nhớ subscribe và bật chuông thông báo lên những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp theo bắt đầu video cho anh em một buổi tối vui vẻ nha. Và xem video mình một cách thoải mái. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đấy, hôm nay chúng ta lại vào đây và PK nha anh em nha. PK lên server đi. Đâu được không PK lên server sao lưu có top anh em. Và đây vừa mới vào đã gặp kinh này. Ở server 56 anh em. Wow, nhưng tổng được 9 ngoài khá là cao mà. À có 21k triệu anh em, nhìn nhầm. Chiến nào. Đó, gặp team này chắc phát một anh em. Ui trời, hô nó giật liên tục này thôi chứ. Một hit. Cứ gọi một hit anh em. Trận sau còn nhanh nữa, hộp ba vào nó quét cái xong luôn. Hộp ba là trận. Quét phát. Ui xời, còn gì để nói không. Ta sẽ đánh lên cao cao thì kiếm mấy top solo anh em. Xem có anh em top nào nào, đổi phát coi. Khá là thấp, có 20 triệu để mình chiến mà. Ừ. 20 triệu thì sắp tìm như này đi anh em, trong tay nó quất cho nhanh. Triệu điểm chiến dày nó quất phát một quên hộ ô đấy chứ nhà học ba còn phát một ung ti đầu tiên tiếp tục nào sỏi dày cơ ra bá chủ nha một kill chỉ bị giá phân nữa ô ghê nha ô ô đùa. Đùa này đi giờ anh em. Đùa đi giờ. Hai chặt tưởng đi thật. Tiếp tục trận nữa này anh em. Ba mươi hai triệu đường chiến. 32 trận chiến anh em đánh thử 32 trận chiến coi. Mà nhìn khác ngay. Chiến nào. Ra trận nào. Trận này mình sẽ bỏ qua cho nhanh anh em nha. Mình biết là thắng rồi. Ta sẽ đến với team chính. Ô ô. Áo quên hộp 3. Bây giờ mình chưa gặp mấy top cao cao nha anh em nhỉ. Gặp mấy top cao cao phá nó mới sướng. Ulti nào. Ulti tiếp nào. Úi trời đều sức khỏe thế. Trụ được hai cái luôn à. Khỏe, đều sức khỏe đây anh em. Đùa đâu, đều sức khỏe.
Đây là khỏe rồi. Đúng rồi, tốc độ lên, đúng rồi, hay lắm, tốc độ lên. Thôi không kịp rồi. Rồi, hô Vinh Sinh, đúng rồi, hay lắm. Hay lắm hô. Hay lắm hô, Vinh Sinh đúng lúc lắm. Hay lắm hô, hay lắm. Bút Hy Sinh lên, đúng rồi, Bút Hy Sinh liên tục vào. Không đi mấy em nó mất. Hay rồi, đúng rồi, đúng bài, Vicky đâu ulti. Đúng rồi. Đúng rồi, liên tục, đúng rồi, hay lắm. Đúng rồi, giật chết cả rank 3 của đội bạn luôn, hôm nay đúng chứ. Hô-ô cầm hô-ô theo thì thôi nhé, hô-ô đi tìm ấy thôi, bà chết luôn cả rank anh em phê thật. Team này thua rồi, anh bên bạn giật phát 1.
Mega Neroid mà vã ghê thật anh em, nhìn đá mắt thật đó. Nếu bao giờ có cơ hội được xào vào em nó một lần đây, muốn quá. Dù thất bại nhưng ta vẫn có một lần thắng rất là ngoạn mục anh em. Ta bứt phá đập chết hút ba của đội bạn. Ồ, top online này. Hôm nay chưa gặp nhật top nha, bắt đầu gặp ra top nha. Chào hút ba này. Chiến như này thôi anh em. Để cho hộp 3 đối đầu với Nero Rechma. Chà, hộp 3 gặp Mega Nero Rechma vui á. Cũng đi sao? Đúng rồi, 25 em hộp 3. Ôm tí tiếp phát nữa. Đúng rồi, nằm xuống, nằm hết, làm sao mà đứng được. Giật chết tươi nha anh em. Tốc on air. Cũng ghê đấy anh em. Tại yếu cháu ấy, cháu qua lực chiến nó hơi kém nha. Cháu cao đóng khủng á. Tiếp tục nào, hộ ô nào. Quả này hộ ô hết cơ hội rồi anh em. Đau ghê. Nhìn là thấy hộ hết cơ hội rồi anh em. Quả này không thắng rồi, vỡ mồm rồi. Tính toán sai rồi anh em. Tính toán sai rồi anh em. Tính toán sai rồi mới đau. Tính toán sai rồi anh em. Ồ, không sai, cũng không sai lắm đâu. Bật chết cả hộp ba luôn. Kinh hộ ô khỏe gớm anh em, bật chết hộp ba liên tục anh em. Ai đây? Never 98 à. Xem tim khủng không anh em. Chà, không khủng lắm, kiếm mấy tim không khủng cho anh em. Tốc khủng nhỉ. Đấy, mini giang này. Tin này mình vừa đánh rồi. Thôi cho video này mình kết thúc đây thôi. Tôi hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Anh em hay nhớ like, subscribe, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để lại chuông thông báo những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Rồi, bye bye. Cảm ơn anh em sớm đăng ký kênh lại 1k đăng ký để video em vẫn có thể diễn ra nha mọi người. Bye bye.